Xin chào các bạn. Séc hay Cộng hòa Séc là một quốc gia tương đối trẻ, được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1993 sau khi Tiệp Khắc tan rã. Đây là một quốc gia không giáp biển ở trung tâm châu Âu. Nó được bao quanh bởi 4 quốc gia, bao gồm Áo ở phía Nam, Đức ở phía Tây, Ba Lan ở phía Đông Bắc và Slovakia ở phía Đông. Tuy nhiên, quốc gia này cũng có một cảng rộng 28.500m2 ở thành phố Hamburg của Đức, được gọi là Modelhafen. Cảng này được thuê từ Đức theo một thỏa thuận 99 năm, hết hạn vào năm 2028. Khu đất này nằm bên bờ sông Elbe, cho phép người Séc giao thương với các quốc gia khác trên thế giới. Tại đây, họ có thể vận chuyển hàng hóa được sản xuất tại Cộng hòa Séc bằng các tàu nhỏ thông qua sông Vltava và sông Elbe tới cảng Modelhafen và để chuyển qua các tàu lớn hơn và xuất khẩu. Nó cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu của quốc gia này, khi mà xuất khẩu chiếm 80% GDP. Cộng hòa Séc cũng là một trong những nền kinh tế mạnh nhất ở Trung và Đông Âu, với động lực tăng trưởng chính là xuất khẩu, đầu tư nước ngoài và du lịch. Quốc gia này tham gia thị trường chung châu Âu với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng họ lại sử dụng đồng tiền riêng của mình là Koruna Séc thay vì đồng euro. Tính đến năm 2020, GDP bình quân đồng người theo sức mua tương đương của quốc gia này đạt 40.617 đô la Mỹ và 22.579 đô la Mỹ theo danh nghĩa. Theo đó, GDP danh nghĩa của quốc gia này đạt 241,46 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, sản xuất ô tô và du lịch là hai trong những ngành công nghiệp lớn nhất của đất nước. Về địa lý, Cộng hòa Séc là một quốc gia có kích thước trung bình ở châu Âu và đứng thứ 116 thế giới, với diện tích chỉ 78.865 km vuông, bằng tổng diện tích của Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận của Việt Nam. Đất nước này được chia làm 3 vùng đất lịch sử, bao gồm Bohemia ở phía Tây, chiếm 2/3 diện tích lãnh thổ với một lưu vực sông rộng lớn được bao quanh bởi các dãy núi thấp và các cao nguyên. Thứ hai là Moravia ở phía Đông. Vùng lãnh thổ này có diện tích bằng một nửa Bohemia. Khu vực này nằm ở trên lưu vực sông Morava, tuy nhiên địa hình cũng chủ yếu là đồi núi. Và vùng đất nhỏ nhất là Silesia ở phía bắc Morava. Hiện nay, khu vực lịch sử này nằm hầu hết ở Tây Nam Ba Lan. Phía Cộng hòa Séc chỉ vòn vẹn 4.500 km2. Về mặt hành chính, Cộng hòa Séc được chia thành 13 khu vực tự quản và một thành phố thủ đô Praha nằm ở trung tâm Bohemia. Chính quyền địa phương có quyền tăng thuế địa phương và chịu trách nhiệm về đường xá, tiện ích, y tế công cộng và trường học. Địa hình quốc gia này hầu hết là đồi núi thấp và cao nguyên, được bao bọc bởi các dãy núi ở hầu hết các phía. Dãy núi lớn nhất là Jan Mountain, sườn núi tạo thành biên giới tự nhiên với nước láng giềng Ba Lan. Khu vực này cũng có đỉnh núi cao nhất của Séc là Snežka với độ cao 1.602 m. Có điểm thấp nhất là gần Hoansenko, nơi sông Elbe rời khỏi lãnh thổ Séc, cao 117 m. Tuy nhiên, độ cao trung bình của quốc gia là 430 m so với vực nước biển. Dù Cộng hòa Séc thiếu khả năng tiếp cận biển, tuy nhiên, lãnh thổ này là khu vực đầu nguồn của các lưu vực sông ở phía Bắc, Baltic và Biển Đen. Các trục sông chính ở quốc gia này là Elbe, Vltava và Morava và Dije. Tại đây cũng có hang động nước ngọt sâu nhất thế giới là Haringse Ibis. Mặc dù các cuộc khảo sát chưa hoàn thành, nhưng độ sâu của hang động này được xác nhận là 473,5 m tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2016. Trong đó, độ sâu dưới mực nước là 404 m. Tới tháng 8 năm 2020, trong một chiến dịch khảo sát, hang động này dự kiến có thể sâu từ 800 đến 1.200 m. Haringse Ibis là một hố sụt hình thành khi đá vôi bị bào mòn bởi dòng nước nóng có chứa axit carbonic. Về khí hậu, Cộng hòa Séc có khí hậu ôn hòa với mùa hè mát mẻ và mùa đông lạnh, nhiều mây và ẩm ướt. Nhìn chung, nhiệt độ giảm khi độ cao tăng lên nhưng tương đối đồng đều trên toàn quốc. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại Séc ở cực Tây là 7 độ C và chỉ tăng lên 9 độ C tại Brno ở miền nam Moravia. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 33 độ C ở Praha trong tháng 7 và nhiệt độ thấp nhất có thể xuống âm 17 độ C ở Séc trong tháng 2. Do vậy, mùa sinh trưởng của động thực vật kéo dài khoảng 200 ngày ở miền Nam, còn vùng núi phía Bắc thì chỉ kéo dài 100 ngày. Sự phân bố lượng mưa ở Cộng hòa Séc cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi gió Tây và độ cao. Lượng mưa hàng năm dao động từ 450mm
ở các lưu vực trung tâm Bohemia đến hơn 1.500mm ở trên các sườn dốc của dãy núi Zan Mountain ở phía Bắc. Trong số 10.694.000 cư dân của Cộng hòa Séc thì có tới 94% là người Séc. Các nhóm dân tộc khác bao gồm người Slovakia, người Ukraine, người Ba Lan. Tuy nhiên, các con số ước tính tỷ lệ người Việt tại đây có thể lên tới 100.000 người, chiếm 1% dân số và là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ 3 tại đất nước này, chỉ sau người Slovakia và người Ukraine. Người Việt Nam đến đây từ những năm 1956, khi chính phủ Tiệp Khắc và Việt Nam ký thỏa thuận cho phép người Việt Nam sang đây để làm việc và học tập, với mục đích là nâng cao kỹ năng của người lao động Việt Nam và chuyển giao kiến thức. Tại đây cũng có một khu chợ nổi tiếng của người Việt là Trung tâm Thương mại Sapa, đôi khi được gọi đơn giản là Hà Nội của Praha, nằm ở quận Libus và Kurantisar, rộng 350.000m2 và khoảng 7.000 người làm việc ở đó. Cũng như các quốc gia châu Âu khác, phần lớn dân số quốc gia này sống ở thành thị, chiếm 73,8% dân số. Trong đó, Praha là thủ đô và là thành phố lớn nhất với 1.308.000 dân. Tiếp theo là Brno với 380.000 dân và sau đó là Ostrava với 289.000 dân. Dù Cơ đốc giáo được đưa đến vùng đất của Cộng hòa Séc trong thế kỷ thứ 9 bởi các nhà truyền giáo từ Đức ở phía Tây và Byzantine ở phía Đông Nam, nhưng cho tới ngày nay, chỉ 40% dân số theo Công giáo La Mã, 5% theo Tin lành, 1% theo các tôn giáo khác và có tới 54% dân số theo chủ nghĩa vô thần. Hơn nữa, nhiều người Công giáo tại Séc cũng có xu hướng thờ ơ với đức tin của họ, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Trường Thế chiến thứ 2 cũng có khoảng 120.000 người Do Thái sống trên lãnh thổ Séc, tuy nhiên có tới 80.000 người đã chết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Vậy còn đời sống văn hóa của người dân Séc thì sao? Lãnh thổ của Cộng hòa Séc nằm giữa vùng đất của người Đức và người Slav, do đó truyền thống văn hóa của người Séc là sự pha trộn của cả hai. Tuy nhiên, khi người Đức tự hào về loại bia của họ là ngon nhất, còn người Nga đang đắm chìm bởi thứ đồ uống có cồn mang tên vodka, thì người Séc thường đỏ mắt và tự hào trả lời rằng chính ở đất nước của họ là nơi có tỷ lệ tiêu thụ bia nhiều nhất trên trái đất. Thật vậy, trung bình mỗi người Séc tiêu thụ khoảng 160 lít bia mỗi năm, gấp gần 4 lần so với mức trung bình của Việt Nam. Khi bạn tới đây để du lịch, thì việc không thể bỏ qua là đến một quán rượu ấm cúng để ăn tối và thưởng thức một vài ly bia. Một số thương hiệu nổi tiếng bao gồm Pilsner Urquell, Budweiser, Budweiser và Stoporamen. Nếu đã tới đây để du lịch, thì bạn cũng không nên bỏ qua thủ đô Praha, thành phố được ghé thăm nhiều thứ năm tại châu Âu, nơi có cung điện Baroque và nhà thờ Gothic, hòa quyện với các tòa nhà theo trường phái lập thể và tân nghệ thuật xung quanh thành phố. Dancing House ở Praha là một ca ngợi về kiến trúc thép và kính hiện đại, trong khi đồng hồ thiên văn 600 năm tuổi của nó là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất ở Old Town. Ngoài ra, nơi đây còn có lâu đài Praha từ thế kỷ thứ 9, nằm trên một ngọn đồi và đây là quần thể lâu đài lớn nhất thế giới theo kỷ lục Guinness của thế giới. Đây cũng là một trung tâm văn hóa lịch sử với hơn 100 bảo tàng, bao gồm bảo tàng dành riêng cho nhà văn địa phương Franz Kafka và bảo tàng quốc gia với bộ sưu tập hơn 14 triệu vật phẩm. Bạn cũng không nên bỏ qua thư viện Chaho có từ thế kỷ thứ 12, được coi là một trong những thư viện đẹp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận với túi tiền của mình bởi tội phạm móc túi ở đây khá phổ biến, đặc biệt là ở tại các xe điện và tàu điện ngầm đông đúc. Praha cũng là một trong những thủ đô châu Âu có tỷ lệ tội phạm này cao nhất. Trên đây là những thông tin cơ bản về địa lý, kinh tế và dân cư của Cộng hòa Séc. Bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.